đây chương trình nghi lễ nè, lễ hội Vingro năm 2024 ha. Rồi những đôi giày. Cảnh bà con nằm lê liệt luôn à. Khung cảnh nhìn tứ rồi. Hello, chào tất cả các bạn ha. Thì buổi sáng chúng ta đã đi vào trong trung tâm của thị trấn Long Hải của huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì tối nay chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo quanh xuống khu Vingro ha các bạn. Đây chúng ta đứng ngay chỗ chợ Long Hải, đường Võ Thị Sáu ha các bạn. Bên phải này là bến xe Long Điền. Đây khung cảnh vào lúc 7 giờ rưỡi tối ngày 20 tháng 3 năm 2024, tức là 11 tháng 2. Ngày mai là ngày lễ Vingro. Chúng ta sẽ chạy xuống khu Vingro coi ban đêm khu vực đó đông như thế nào à. Đi chúng ngay cái mùa lễ thì tất nhiên là đường này nó sơm tụ đông đúc lên rất là nhiều. Chứ thông thường khu vực thị trấn Long Hải, huyện Long Điền này nó rất là vắng. Đường Võ Thị Sáu, đường được trang trí đèn rất là đẹp ha. Hàng quán bán liên tục luôn, phục vụ tất cả các du khách đổ về khu Vingro để ngày mai dự cái lễ rước cô vô bờ. Nghi thức làm lễ khá trân trọng, sáng mai mình quay các bạn coi tiếp. Còn tối nay đi dạo một vòng coi. Đi Vingro này lâu lắm rồi mình mới đi lại. Hồi xưa thời còn trẻ trâu đi 11, 12 giờ mới đi đến đây, từ Sài Gòn về đến đây là khoảng 2 giờ sáng. Lễ hội Vingro là nguyên đêm hôm nay đến sáng mai là coi như là thức trắng đêm. Gió rất là mát, đi tản ống phố, đường phố rất là thích thú. Buổi sáng bên trái là cái sân vận động thị trấn Long Hải. Đường Hội Hoa Sơn, đường Hùng Vương, hàng quán đầy ắp khách hết. Mà những năm sau này nó vắng hơn mọi năm xưa nhiều. Mọi năm tối giờ này 8 giờ đến 9, 10 giờ tối, khách các tỉnh thành, du khách họ đổ về liên tục. Còn bây giờ đường vẫn thấy còn rất là trống trải. Thank you.
nhìn sơ qua sơ lại thì mình thấy biển số ở Vũng Tàu biển số 72 với lại biển số 86 Bình Thuận là chính, cũng đâu đó lác đác 61 biển số 61 biển số 60 Bình Dương với Đồng Nai cũng có 51 số thành phố. Quán xá đông đúc, nhộn nhịp lên hẳn, nhưng mà kinh doanh cái dịch vụ lưu trú chặt chém quá các bạn. Mình phải di chuyển ra tuốt bên Phước Tỉnh ở, không ở bên này được. Các bạn biết giá ở đây nó giật lên biết bao nhiêu không? 800, giá thấp nhất là 600, 6 đến 800, thậm chí 1 triệu. Đó là những cái nhà nghỉ thôi đó, chưa gọi là khách sạn, gọi là 2 sao đâu, nhà nghỉ thôi đó. Giá tàn 600, 800 không. Đến đây thì bị chặn lại rồi, không có cho xe gắn máy vô, không có cho xe hơi vô. Mình đi luồn qua bên này các bạn. Hai đường Võ Thị Sáu này chạy thẳng xuống dưới là dẫn vô được ha. Quán Sinh Tô. Nói chung là ở đằng trước đó là chủ yếu là chặn để giảm cái lượng xe, xe du lịch, xe 4 chỗ, 7 chỗ. Đây khung cảnh dẫn xuống cái Vinh Cô. Hàng quán mọc ra như nấm luôn, dân phố dân phòng đầy ngóc. Cơm núp hẻm ồ ghê không. Gió thổi từ biển lên mát quá, đi thích quá trời thích. Năm nay như vậy là vắng so với mọi năm nhiều rồi. Hôm nay là ngày 12, ngày đêm 11, ngày mai là lại lễ chính, ngày 12. Tối, mỗi năm mà trước dịch đó là đầy nhóc, đường này đi kẹt cứng người luôn, đi bộ thôi. Xe là cấm tuyệt đối luôn rồi bây giờ. Khung cảnh quán kem đông ghê không? Cảnh mua bán nhà trọ, đặc biệt là nhà trọ thua hay nhà nghỉ à. Vô hỏi 800 té xỉu luôn. Giật giá so với mức bình thường tăng
300% luôn. Mỗi lần 250-300 là cùng. Cảnh gớt dép luôn, gớt mất chiếc dép luôn. Nơm nớp luôn. Cái khu nghỉ dưỡng này là bên này tận dụng làm cái bãi giữ xe, 10.000 một chiếc nhân lên. Cảnh rất là bát nhau, buôn bán quần áo shop LD đây, khung cảnh tại gần ngay cái khu Vinh Cô, ngay miếu cô luôn, trên đường Hai Bà Trưng. Đường này là đường Hai Bà Trưng. Gửi xe máy 10.000 một chiếc. Lên đây thì xe gắn máy không vô được ha các bạn. Đây khung cảnh trước cái cổng chào. Đường này là đường Mạc Thanh Đạm, đường bên này là đường Hai Bà Trưng. Đối diện là một cái khách sạn Iconic Long Hải. Đây các bạn, chúng ta đã qua bên phía bên miếu thờ cô rồi, cách mộ cô một cây số. Phía bên này là không có cho quay phim, không có cho vô chánh điện quay phim các bạn, với lại cũng rất là đông. Mình sẽ quay cái khung cảnh bên ngoài cho các bạn coi. Giờ lúc giờ này là 9 giờ tối rồi, cảnh người dân vẫn đổ về liên tục từ đây cho đến xuyên đêm luôn. Ở đây chương trình nghi lễ nè, lễ hội Vinh Cô năm 2024 ha, ngày 19 tháng 3 là nhằm ngày 10 tháng 2 âm lịch, 7 giờ Thỉnh Long. Ngày 20-21 bạn nào muốn đọc thì bô hình lại là đọc sơ đồ tổ chức ha, tiểu ban nghi lễ ha. Mình vô trong cái phòng trưng bày áo mão của cô à. Đây đi từ bên phải qua. Thank you.
bằng lịch sử văn hóa. Kính tặng rất là nhiều. Dòng vàng ngọc trai quá trời. Mà sao có hồi xưa có cái sơn móng tay móng chân người ta. Đây là những tấm bằng quân chương. Rồi những đôi giày ngọc trai à. Đây áo mão xi mi bà cô à. Nằm lê liệt luôn à. Đó. Lên thẳng trên miếu cô nằm. Đem theo liều luôn hoặc là thuê à. Một tấm chiếu với mấy cái miếng này thuê mấy chục ngàn đó chứ không phải là. Giá thuê nhà nghỉ khách sạn quá trời mắc mà. Có một số người đi đâu có tiền bạc gì đâu, chỉ biết ra đi thăm cô thôi. Một số người ta còn nghèo khó, dịch vụ ngoài đây tệ quá, lợi dụng vô cái hôm nay là cái lễ tăng giá quá mức. Khung cảnh nhìn từ miếu cô. Chúng ta sẽ đi qua bên mộ cô nha các bạn. Cách đây khoảng một cây nữa. À, con quẹo trái đây để gửi xe. Không.
hầm nộp luôn, xe hơi đẩy lên lại hết luôn. À, bà cụ ăn xin nè. Các nhà nghỉ nè, nhà như cái nhà trọ vậy đó mà giá 800 một đêm, dễ sợ thiệt. Ồ, quán ăn đông nghẹt không. Rồi, ra lại đường Võ Thị Sáu đây các bạn. Hàng loạt những ngôi chùa nằm trên cái con đường này. Chùa mọc như nấm luôn. Quán bánh khọt. Hàng quán mọc ven đường. Đường dẫn xuống ngôi mộ cô đây. Càng về khuya, càng về tối thì lượng du khách đổ về càng đông. Những khoảng đất trống là xe du lịch, xe khách 50 chỗ. Phải là trường trung học cơ sở Hùng Vương các bạn, một ngôi trường cấp 2. Sáng chúng ta quay cái trường cấp 3. Đường Võ Thị Sáu giao nhau, đường này là đường Nguyễn Chí Thanh, khúc ở dưới đó là đường Cục, chạy quẹo trái đó là đi ra đường Nguyễn Tất Thành. Đường Nguyễn Tất Thành, đường Võ Thị Sáu và đường Hai Bà Trưng được xem là ba con đường chạy song song với nhau. Đây những phòng nghỉ nè, chỗ này nè. Giá hét 600, 700, 800 khủng khiếp. Nhà nghỉ thôi mà. Mấy khách sạn này cỡ 1 sao, 2 sao rồi. Còn không biết giá là bao nhiêu. Mai là đến sớm 12 giờ có mặt ở đây rồi, cho nên quá trời quá đất luôn. Nhà hàng nghỉ tranh thủ làm bãi bãi giữ xe luôn. Bà con vùng biển, và con dùng biển, chắc dùng biển Bình Thuận kế bên, mà Bình Thuận kế bên cho nên đi xuống rất là đông, lực lượng rất là hùng hậu. Đông thì có đông nhưng mà không đông bằng những năm trước, những năm trước dịch rồi nọ đó. Tất nhiên là có hai nguyên nhân chính, một là nguyên nhân kinh tế đang suy thoái khó khăn, các đại gia cũng thất bại. Thứ hai là làm dịch vụ lưu trú kiểu này khách nó trốn hết luôn. Phố đi bộ, khu ẩm thực, đêm Long Hải tới dọn dẹp rồi. Đây phía bên này giữ xe đi vô mộ cô đây các bạn, khu vực mộ cô đây.
bên trái đó là khu đài liệt sĩ các bạn. Còn đây vô mộ cô là vô trong khu này đây nè. Đến đây bị chặn lại rồi. Không cho vô nữa rồi. Có gì gửi xe đi, gửi xe vô trong đó quay cho các bạn coi. Chạy một vòng ra đây coi bà con. Nơm nớp về tụ họp tại cái ngôi mộ cô bên đó các bạn. Còn bên trái này là cái đài liệt sĩ. Bà con nằm ăn uống rồi vui chơi giải trí tại chỗ luôn. Xe để trên vỉa hè hàng loạt. Quanh lại vô quay cái mộ cô trước, còn cái bên cái miếu thờ thì sáng mai mình quay các bạn coi. Đây gửi xe bên đây cái đền thờ liệt sĩ Long Hải này của bên